Mình chào các bạn trở lại với kênh Sáng Tạo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái bộ lọc bể cá của mình. Đó là mình sử dụng lọc tràn dưới bằng cách là sử dụng cái bộ overflow để sử dụng cho cái bể kính của mình không khoan đáy các bạn nhé. Đây, cái bộ overflow như này. Thì cái chủ đề của mình chia sẻ là chủ đề là làm thế nào để khắc phục cái tình trạng mà nó sẽ không tự mồi nước khi mà mất điện, hoặc chúng ta rút bơm ra, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta sửa lọc thay nước vân vân. Thì mình sẽ chia sẻ toàn bộ cái vấn đề cho các bạn cùng theo dõi trong cái clip này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu. Đây, chúng ta quay lại cái chủ đề là làm thế nào để khi mà chúng ta rút điện hoặc là mất điện mà nó sẽ không bị hụt nước khi mà chúng ta cắm điện trở lại hoặc là nó có điện trở lại nhé các bạn nhé. Thì cái hệ thống lọc tràn dưới này nó khá là đơn giản thôi. Ở đây mình cái bể kính của mình là không khoan đáy, cho nên mình sẽ sử dụng cái bộ overflow đây. Đây, làm bằng kính như này, dễ nhìn các bạn ạ. Nó sẽ hút từ đáy này qua overflow và cái ngăn đầu tiên, tức là cái ngăn này là ngăn lọc thô. Gồm cái này là có một cái túi lọc này, rồi di mát này, rồi sứ này, rồi matrix các kiểu này. Qua ngăn cuối cùng bơm lên thì mình thiết kế vòng lên trên kia thổi đáy luôn. Đấy, thổi đáy này, thổi đáy toàn dài luôn. Đấy, thổi sang bên này thì cái nước nó khá là trong nhé các bạn nhé, bởi vì là lọc của mình làm là khá là lớn. Bơm thì mình chia sẻ luôn là cái bể của mình là bể kính 844, cái bơm này mình dùng cái bơm Atman 105S, tức là cái bơm nó có lưu lượng là 3000 lít trên 1 giờ. Thì cái bơm này nó khá là lớn nhé, các bạn có thể sử dụng cái bơm Atman 306S cũng được, tầm 2000 lít trên giờ cũng được, nhưng mà mình có cái bơm to là mình lắp cái bơm to cho nó thổi nó khỏe hơn. Thì cái mấu chốt của vấn đề là các bạn hay bị tình trạng là khi mà mất điện hoặc là rút bơm là nó không tự mồi trở lại ở cái bộ overflow này là do là có hai nguyên nhân. Đầu tiên mình kể đến là cái nguyên nhân là cái lỗ thông hơi này, cái lỗ mà các bạn hay dùng để mồi ấy. Ở đây dùng cái TIO, có một số bác thì sẽ dùng cái ống cứng, nhưng mà đây có cái TIO này. Thì các bác lưu ý là ở giữa cái bộ overflow này nó sẽ có một cái vách ngăn. Thì các bác căn cái vách ngăn này, nó sẽ thấp hơn cái điểm cuối cùng của cái ống thông hơi này khoảng độ 2 cm. Còn nếu mà cái ống thông hơi này nó sâu hơn cái vách ngăn thì nó sẽ hút khi mà mất điện hoặc là rút bơm, thì nước nó sẽ hút dưới cái mức mực căn chỉnh của cái vách ngăn này. Nó dưới mực căn chỉnh vách ngăn này thì đồng nghĩa việc là nó sẽ bị hụt nước. Khi các bạn cắm bơm trở lại nó sẽ không bao giờ nước nó sâu mà tự lên nữa. Cho nên đây, các bạn cũng phải căn cả cái lỗ thông hơi này nhé. Bởi vì khi mà nước trở về bể thì nó sẽ có hai đường. Nếu mà chúng ta rút điện nước trở về bể nó sẽ có hai đường. Đường thứ nhất là sẽ qua cái bộ overflow này, nó sẽ hút quay lại. Khi nó hút đến mức độ mà nó hở, tức là nó hở cái ống thông hơi này, thì nó sẽ không hút nữa. Bởi vì nó có không khí vào cái bầu overflow này. Và cái đường thứ hai nó sẽ trở về bơm qua cái ống này. Nó sẽ hút ngược quay lại ấy, gọi là hút ngược quay lại. Thì chúng ta sẽ phải xử lý bằng cách là với cái phía đường bơm thì chúng ta sẽ khoét một cái lỗ. Cái lỗ này các bạn cũng phải căn nó cao hơn là cái vách ngăn, cao hơn cái vách ngăn của bộ overflow khoảng 2-3 cm nhé, riêng cái lỗ thông hơi này. Còn nếu mà các bạn làm thấp hơn cái vách ngăn đấy thì nó sẽ hút nước của trong bể chúng ta sâu hơn cái vách ngăn. Thì khi đấy nước nó sẽ bị hụt, nó sẽ không hồi trở lại bể. Khi nó nước nó hụt thì chúng ta cắm bơm nó sẽ không tự tự hút nữa, nó không tự mồi nữa. Đấy, các bạn phải lưu ý. Đấy là cái nguyên nhân chủ yếu là khi các bạn lắp là các bạn phải căn chỉnh như thế nào để khi mất điện hoặc là rút bơm thì nó tự hút lại. Nó không khó, nhưng mà nếu mà các bạn chưa hiểu nguyên lý thì nó lại cực kỳ khó. Nhiều bạn đã nhắn tin hoặc là gọi Zalo cho mình hỏi mình vấn đề này là đặt cái bầu này ở đâu, cách mặt bao nhiêu, rồi như thế nào để cho khi mất điện hoặc rút điện ở bơm ra thì nó tự mồi. Thì mình cũng xin thưa với các bạn như vậy, là căn cứ vào cái vách ngăn ở giữa cái bộ overflow này, nó có một cái vách ngăn ở giữa, thì cái thông hơi này, tức là cái thông hơi mà để chúng ta mồi nước ấy, và thông hơi này thì chúng ta sẽ căn để làm hút mặt, nhưng mà nó cũng phải cách cao hơn cái vách ngăn này 2 cm. Cái thông hơi để tránh hiện tượng hút trở lại ở phía bên kia, tức là đầu bơm, cũng phải cao hơn khoảng 2-3 cm. Và mình lưu ý là có một cách nữa mà các bạn để nó khỏi hút nước từ bể trở lại bơm ấy, qua bơm trở lại cái ngăn lọc ấy, là chúng ta có thể lắp cái van một chiều. Thay vì chúng ta khoan cái lỗ này,
thì chúng ta sẽ lắp cái van một chiều vào cái ống này ở vị trí nào cũng được. Thì van một chiều nó chỉ cho nước từ bơm chảy vào bể và nó không cho nước từ bể chảy ngược lại bơm. Đấy. Chính vì vậy mà rất là nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao mà khi rút điện để một lúc là cắm điện trở lại là cái hệ thống của mình nó sẽ không tự bơm nữa. Và khi các bạn muốn thay nước nhé, mình lưu ý thay nước của bể thì các bạn dù có thay nước hút trong bể đi hay hút trong ngăn lọc đi thì các bạn cũng phải lưu ý là chúng ta phải khóa cái van ở dưới cái bộ overflow này lại, khóa lại. Sau đó chúng ta thay hết hay là thay một nửa hay thay 30%, 20% tùy chúng ta thì chúng ta mới không phải mồi. Còn nếu các bạn mà không khóa cái van này thì các bạn sẽ phải mồi lại. Phải khóa van để mồi lại, nó rất là phức tạp nhé các bạn nhé. Đấy là vấn đề thay nước. Đấy. Đây là toàn cảnh cái bể cá của mình, nuôi cá tai tượng, cá phát tài, bể 844 thôi, nó không phải là bể quá lớn. Kê trên một cái kệ gỗ lim, dưới là ngăn lọc tràn dưới có đậy nắp, có đèn UV, đảm bảo cái việc là diệt vi khuẩn rất là tốt. Đấy. Đấy, nước rất là trong nhé các bạn nhé. Nuôi cá ăn thịt này thì đảm bảo cái ngăn lọc nó phải tương đối lớn và tương đối bài bản. Còn không là nó sẽ dơ và nó sẽ rất hay bị nấm nhé các bạn nhé. Nấm mang, nấm các kiểu hoặc là bị bệnh, nó chết đấy. Nó không giống như mấy cái con cá bé bé như bình tích chân trâu đâu. Cá tai tượng này nó ăn rất là nhiều, cá phát tài nó ăn rất là nhiều, nó ị nhiều. Đấy. Đấy, cho nên là nếu mà các bạn mà có thắc mắc gì chưa hiểu trong cái video của mình thì các bạn hãy để lại comment ở phần bình luận trên video của kênh Sáng Tạo nhé. Mình sẽ giải đáp cho các bạn, giải đáp chi tiết cho các bạn luôn, cho những bạn mới chơi. Còn những bạn mà dành rồi thì các bạn hãy cho mình một like nhé, để động viên tinh thần của mình làm video tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm video trên kênh Sáng Tạo. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và các bạn nhớ đăng ký kênh Sáng Tạo và nhấn thích video ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.